Hey, hello, xin chào mọi người nha. Dạo gần đây thì mình không có ra video mấy, rất là xin lỗi mọi người. Nhưng mà thực ra thì dạo gần đây cái tiệm cá cảnh ở gần cái chỗ mình hay mua, người ta cũng không có cập nhật được cái cây thủy sinh mới. Thành ra là cũng không có gì để quay cho mọi người xem hết. Đó, cho nên là nhưng mà hôm nay á, thì mình lại ra ngoài tiệm và vừa hay là còn một chậu cây này gọi là cây lệ nhi. Đó, cho nên là sẵn tiện đang có một bụi lệ nhi đẹp thì mình chụp luôn. Lệ nhi thì đa số giá ở ngoài tiệm cá cảnh đó, người ta bán khoảng 20 ngàn một chậu. Đối với cái chậu đẹp như thế này, mình mua 20 ngàn. Nói chung là không quá mắc. Thì cái cây lệ nhi này mình sẽ nói sơ qua và mình sẽ ra một cái video sau về cái thông tin chi tiết của cái cây này cũng như là điều kiện sống. Còn còn bây giờ thì mình sẽ nói sơ về cái cây lệ nhi này cho mọi người có thể nắm sơ một số thông tin để trồng cái cây lệ nhi này. Thực ra cây lệ nhi này á thì không không khó để trồng, nhưng mà cái cây lệ nhi này cũng là cây cắt cắm nha mọi người. Cây này là cây cắt cắm. Nó cũng không 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 quá khó đâu. Đây nè, mọi người xem thì người ta sẽ bó thành một bó như thế này và bó vô trong cái bông lọc á. Rồi, rồi người ta bỏ vô trong chậu. Thì cứ như vậy là nó đã sống rồi. Và khi mà người ta trồng theo dạng này thì chất dinh dưỡng ở đâu mà nó sống? Thì phần lớn á, là những cái hồ mà ươm cây thủy sinh dạng này, người ta sẽ sử dụng phân nước nha mọi người, chứ người ta không có sử dụng phân nền. Có một số ít thì người ta sẽ trải phân nền ở dưới để phân nền nó thấm vào trong nước á, thì cái cây lệ nhiên này nó sẽ hấp thu và nó sống, phần lớn là như vậy. Còn không thì người ta trồng lá cạn cũng nhiều lắm. Cây lệ nhiên này là cây cắt cắm và nó tương đối là dễ trồng. Người ta có thể trồng vì nó phát triển cũng tương đối là nhanh. Nó không nhanh bằng những cái cây thủy sinh cắt cắm khác, nhưng mà nó cũng tương đối là nhanh, cho nên phần lớn là nó sẽ được trồng ở trung cảnh, vị trí thường thường là vị trí trung cảnh và vị trí hậu cảnh. Nếu như mà nó phát triển chậm hơn những cái cây kia, cho nên là về cái thời gian làm cắt tỉa nó sẽ chậm hơn những cái cây khác. Cây lệ nhi này á thì nó nhìn nó sẽ hao hao giống với lại cây vỉ ốc xanh. Nhưng mà nó khác hơn, đó là cái lá của cái cây lệ nhiên này nè, nó sẽ không có mọc xo le mà nó mọc hai lá một một chỗ, và cứ hai lá ở dưới thì hai lá ở trên nó sẽ xo le đó. Và nhìn từ trên cao xuống thì nó giống như kiểu là những cái đọt bắp cải vậy đó, nhìn nó rất là đẹp. Lá nó to hơn và nó xanh, cái màu xanh của nó nhìn nó rất là dễ chịu và nhìn nó rất là nịnh mắt đó. Thường thường á thì ở trong hồ thủy sinh người ta sẽ trồng ở trung cảnh nhiều hơn là trồng ở hậu cảnh, và ở vị trí trung cảnh người ta lại không trồng. Mặc dù mọi người có thể trồng theo dạng trải thảm cho nó đẹp, nhưng mà để tạo điểm nhấn, tại vì cái lá của nó khác biệt, thì người ta sẽ trồng thành một một bụi giống như vậy nè, giống như vậy, trồng vô trong một vị trí ở trung cảnh để tạo điểm nhấn. Và cái lá của cái cây lệ nhi này nó khác biệt hoàn toàn. Cho nên vì cái màu xanh của nó nó sẽ sáng hơn, nó sáng hơn cả vảy ốc nữa, cái màu xanh của nó. Cho nên khi mà nó ở trong hồ thì nó lại tạo được cái điểm nhấn, nó tạo được cái độ nịnh mắt cho mình á. Cho nên là nó được trồng ở trung cảnh rất là nhiều. Cái lệ nhi này á, thì khi mà mọi người trồng ở trong hồ thủy sinh thì nên nên có nhiều ánh sáng một chút và có CO2 cho cây, thì cái lá của nó mới căng được. Cái lá của nó mới căng và cái màu xanh của nó mới nét được. Thì cái cây này là lại cần cần nên nên có CO2 hơn so với những cái cây mà cắt cắm khác. Thực ra thì cây thủy sinh cắt cắm nào cũng vậy, nó có CO2 thì nó sẽ tươi hơn. Nếu mà các bạn trồng ở ngoài trời thì ok, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà nếu như mà các bạn mà trồng trồng cây thủy sinh ở trong hồ thủy sinh, hồ kính á, ở trong nhà, thì chắc chắn một điều là các bạn nên có CO2, dù nhiều dù ít nhưng mà nên có, thì cây nó sẽ phát triển và cái màu của nó sẽ tươi hơn. Thì lúc đó thì cái công chơi cây thủy sinh của mình nó sẽ xứng đáng hơn đó, và có đèn nữa. Còn gì nữa không ta?
Cây này thì các bạn nhân giống bằng cách là cắt tỉa thôi, cắt tỉa và trồng trồng sang những cái vị trí khác bằng cách cắt tỉa, nó cũng tương đối là dễ sống. Đó thì nói chung là cây này thì nó tương đối đơn giản. À, đặc biệt là cây thủy nhi, cây lệ nhi này á, thì các bạn nên nên giữ cái mực nước nó ở mức mát nha, khoảng tầm từ 26, 25, 26 độ đổ về xuống thì cái cây nó sẽ xanh hơn, nó sẽ xanh hơn. Đó, từ khoảng tầm 15 cho tới 25, 26 độ. Nói chung là nước mát thì cây nó sẽ phát triển tốt. Rồi, cây thủy nhi này thì cây lệ nhi này thì mình cứ hay nói lộn thành thành thủy nhi. Cây lệ nhi á thì phần lớn là trồng trang trí là chính. Cá đồ hình như là nó mình thấy nó ít. Cá của mình nó lại khoái. Cá của mình nó lại khoái cái cây rong đuôi 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 chồn hay đuôi chó vậy. Cây này hình như là rong đuôi chồn. Nó lại khoái cái cây rong đuôi chồn này hơn là những cái cây thủy sinh này. Cá con về, tại mình không nói ấy, ví dụ như ấy là, ví dụ như là cá con về đây nè, giống như mấy con mún nè đó, mún con rồi kể cả bảy màu con, mình thấy tất cả các cá con nó lại khoái cái rong này hơn nè, rong này với lại rong la hán xanh thì nó gọi là khoái làm tổ hơn, tức là nó vô đây nó ẩn nấp, nó ăn ở trong đây. Như mấy con này nè, không bao giờ mà mình thấy nó đi qua những cái cây thủy sinh này, cho nên những cái cây thủy sinh này thì nó chỉ có thể giúp mình trang trí tạo CO2 đó. Nói chung là tương đối là tốt. Thì nói chung là sơ sơ về cây cây lệ nhi này thôi, thì trồng thì phải cắt tỉa, nói chung cũng giống như những cây khác. Giá rẻ và xứng đáng để chơi. Rồi, chung là video của mình thì nó cũng chỉ tính tạm thời vậy thôi. Mình sẽ tổng hợp những cái thông tin chi tiết về nó, về pH, về ánh sáng, đồ này đó để cung cấp cho mọi người trong một cái video tới. Cảm ơn mọi người đã xem cái video của mình. Mọi người có thể ủng hộ bằng cách cho mình một subscribe và một cái follow ở trong cái nick TikTok của mình đó. Mình cũng có tạo một cái nick ở trên TikTok. Thì TikTok đó thì mình sẽ cố gắng ra những cái video ngắn, chia sẻ những cái thông tin ngắn và cần thiết để cho mọi người chơi thủy sinh, chơi cá có thể có được những cái thông tin nhanh để mọi người xử lý những cái vấn đề mà đang gặp phải ở trong hồ của mình. Còn ví dụ như chi tiết đồ này nọ thì mình sẽ làm ở bên YouTube. Rồi, cảm ơn mọi người nha.